Mình tên là Minh Hằng, các bạn cũng có thể gọi mình là Moon. Mình rèn mỹ thuật từ năm 7 tuổi và chưa bao giờ ngừng luyện vẽ cho tới bây giờ. Từ tháng 6 năm 2022, mình bắt đầu vẽ tranh thực tế ảo và sự lựa chọn này đã mở ra cho mình một thế giới kỳ ảo đầy màu sắc. Chặng đường khởi đầu với rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng mà nhờ có nền tảng mỹ thuật vững chắc cộng với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm qua những lĩnh vực khác nhau và sự hỗ trợ của người thân, bạn bè thì bây giờ mình đã có thể tự tin ngồi đây để chia sẻ về bộ môn nghệ thuật thú vị này với tất cả những bạn có cùng tình yêu, nghệ thuật và công nghệ. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Minh Hằng VR Art. Sâu hơn về quá trình tạo ra những tác phẩm VR. Bên cạnh đó, mình sẽ ra thêm một series về quá trình của bản thân và cách áp dụng những kiến thức mỹ thuật vào việc vẽ tranh thực tế ảo. Hy vọng sẽ giúp ích cho những bạn thực sự quan tâm và muốn bắt đầu lĩnh vực này. Những câu hỏi thắc mắc, các bạn có thể comment trực tiếp trên các video của kênh. Mình sẽ trả lời dựa trên kiến thức và kinh nghiệm, hoặc cũng có thể dùng nó làm chất liệu cho những video tiếp theo. Mình chỉ là một tân binh còn vùng về, cho nên là mỗi lượt sub, like, share, comment của các bạn đều là một sự động viên khích lệ to lớn đối với mình. Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng với sự trưởng thành của kênh YouTube Minh Hằng VR Art. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi tối thứ tư hàng tuần.